Xin chào mọi người, lại là em Hiền đây. Hôm nay em Hiền xin chia sẻ với mọi người cái dòng viên uống chống nắng Detusan là sản phẩm viên uống chống nắng số 1 tại Việt Nam. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tăng cao và có khả năng gây hại cho cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây nên nám sạm tàn nhang, bởi vì là khi tia nắng chiếu vào da của chúng ta hình thành lên sắc tố melanin gây nám sạm tàn nhang. Viên uống chống nắng Detusan chống nắng toàn thân bất chấp cái nắng của mùa hè. Thứ nhất đó là chống nắng toàn thân, bảo vệ cả những vùng da mà kem chống nắng không thể thoa tới. Thứ hai đó là không sợ mồ hôi hay là mưa trôi, nhất là khi đi biển. Thứ ba đó là phù hợp cho tất cả các loại da, đặc biệt là da mụn, da dầu, da nhờn hoặc là da nhạy cảm. Thứ tư đó là siêu tiết kiệm thời gian cho các nàng bận rộn, nhanh chóng chỉ trong vòng một lốt nhạc. Thứ tư đó là cung cấp thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư da. Thứ năm đó là dưỡng da toàn thân, giúp da mịn màng, giảm nám tàn nhan, sạm da, da không đều màu, chống lão hóa da. Với thành phần chủ yếu đó là glutathione này, chiết xuất thắc mai biển này, chiết xuất quả lựu đỏ vitamin C, chiết xuất dương xỉ, beta glucan, beta carotene, tinh bột nghệ, chiết xuất trà xanh, chiết xuất hạt nho, biotin. Rất là nhiều thành phần và hàng thì là hàng của công ty dược phẩm Vạn Tam. Mọi người có thể check mã vạch thoải mái này, có tem mác đầy đủ này. Đấy. Mỗi ngày chúng ta chỉ sử dụng một viên uống trước khi đi ra ngoài nắng vào tầm 1 tiếng, uống với nhiều nước. Mọi người có thể uống tăng liều lên 2 viên khi mà chúng ta đi biển để tăng độ hiệu quả lên nhé. Chị em nào có nhu cầu sử dụng hoặc tư vấn gì thì inbox ngay cho em Hiền nhé, 0963317552 để được tư vấn và mua sản phẩm. Và cuối cùng mọi người cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để em Hiền sẽ chia sẻ nhiều những cái sản phẩm tốt đến tay mọi người nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo ạ.